xin chào cô chú và anh chị. Em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên em kính chúc quý anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Thành Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho quý anh chị và cô chú xem một thửa đất vuông gia chủ đang trồng sa bô chê ha. Diện tích mà em giới thiệu quý anh chị mình á là diện tích là 514 m2, ngang của mình là 9m2 và mình sâu vào là 55m ha. Hiện em đang đứng ở đây là trục đường quyền lộ 35. Con đường này quý anh chị mình di chuyển về chợ Sòi Hột và mình di chuyển lên cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh khoảng là 5 km, và cũng con đường này quý anh chị mình di chuyển về thành phố Mỹ Tho khoảng là 7 km nha anh chị. Và con đường bên đây là quý anh chị mình di chuyển về trung tâm hành chính của xã Vĩnh Kim khoảng là 2 km nữa ha. Và ở đây khu dân cư nhà cửa ở rất là đông nha anh chị. Hôm nay em giới thiệu quý anh chị mình thửa đất là nằm trong đường bê tông rộng khoảng là 1,5 m nha anh chị. Từ đây là quý anh chị mình di chuyển tới thửa đất mình là khoảng 500 m. Con đường này là gọi là đường liên ấp nha anh chị. Và ở đây thì mình có điện nè, có nước, wifi đầy đủ ha. Ở đây là đường thông tin quy hoạch đường nha anh chị. Để em di chuyển vào bên trong cho quý anh chị mình tham khảo thửa đất mình nha. Thì mình có điện, có nước, wifi có đầy đủ luôn nha anh chị. Con đường này rộng khoảng là 1,5 m thôi. Em đã di chuyển tới rồi anh chị. Con đường này là mình liên thông luôn, mình từ đây á mình di chuyển ra đường nhựa của Thạnh Hòa khoảng là 600 m nữa là mình tới đường nhựa ha. Và con đường này cũng chuẩn bị là mình làm con đường bê tông rộng khoảng là 2,5 m nha anh chị. Và sau này ở đây á mình có thể di chuyển là đường xe ô tô rất là thoải mái ha. Để em đợi em chỉ ganh cho anh chị mình xem thửa đất luôn. Ngang của mình là 9m2 nha anh chị. Và mình sâu vào khoảng là 55m ha. Phía sau mình nở hậu ra là 9m15. Đây là cái cột ranh giới mình đây. Từ đây ha. Đây là ranh giới cho mình. Từ đây mình di chuyển qua tới cái cột điện bên đây nha anh chị. Là 9m2. Tới ngay chỗ này nè là cột ranh giới của mình ha. Và mình di chuyển vào bên trong là 55m nha anh chị. Trên đất mình gia chủ đang trồng sa bô chê, chỉ khoảng vài cây dừa thôi.
Em xin cập nhật thông tin giá bán chính chủ cho quý anh chị mình tham khảo luôn nha. Với giá bán là 475 triệu nha anh chị. Ở đây đất mình quay về hướng Tây Bắc ha. Quý anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, quý anh chị mình có thể di chuyển về đây khoảng là 70 km là quý anh chị mình tới ha. Và ở khu vực này quý anh chị mình có thể cất một cái ngôi nhà, và phía sau có thể mình làm một cái mảnh vườn để nghỉ dưỡng ở đây. Ở đây thì rất là mát mẻ nha anh chị. Đất mình ở đây là thuộc đất trồng cây lâu năm ha, chưa có thổ cư nha anh chị. Lúc trước ở đây thì gia chủ mình có cất một cái chòi để mình làm phường rồi nè, và mình vô đây mình nghỉ dưỡng luôn. Đất mình rất là sạch sẽ ha, không có màu mã nha anh chị. Sa bô chê này cũng già rồi, có thể quý anh chị mình nào có mua gì á, quý anh chị mình có thể bỏ ha, và mình có thể mình trồng cây ăn trái khác luôn cũng được nha anh chị. Ở đây vùng này rất là thích hợp trồng nhiều loại cây ăn trái như là mít nè, dừa nè, sa bô nè, bưởi hoặc là sầu riêng. Mình trồng được nhiều loại cây ăn trái luôn. Dùng đất đây quý anh chị mình cũng yên tâm ha. Ở đây thì nước ngọt quanh năm, cũng không bị nhiễm phèn hoặc là bị mặn gì hết nha anh chị. Lúc trước gia chủ có trồng sầu riêng mà vô đợt trước quý anh chị bị nhiễm mặn á, cũng chết gần hết rồi. Đó, cái mương mình ở đây thì nước nôi thì đầy đủ rồi, quý anh chị mình cũng không sợ thiếu nước ha. Quý anh chị mình thấy sa bô chê không, trái rất là nhiều luôn nha anh chị. Nếu quý anh chị mình có nhà ý muốn xem thửa đất này, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ trực tiếp dẫn cho quý anh chị và cô chú xem thửa đất này, và mình gặp chính chủ để mình trao đổi việc buôn bán luôn nha. Đây là sa bô chê nè quý anh chị. Đất mình sạch sẽ nha anh chị, không có màu mã gì hết. Ở phía dưới là cái ranh giới của mình á. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho quý anh chị mình á, săn lấp mặt bằng và làm hàng rào, xây nhà cấp 4, lên thổ cư. Quý anh chị mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình lên thổ cư luôn. Đó, đây là từ đó là giáp ranh của mình nha. Mình di chuyển qua đây là 9m15. Đất mình phía sau nở hậu ra ha. Có giá bán là 475 triệu nha anh chị. Sa bô trái chín quá trời luôn chị ơi. Gia chủ cũng ở xa nên cũng không có hái ha. Cái mương này quý chị mình có thể mình về mình thả cá thêm nha anh chị. Quý chị mình về mình mua rồi cất một ngôi nhà, và ở đây thì quý chị thấy rồi, ở đây thì cũng rất là mát mẻ ha. Em quay cũng 12 một giờ trưa rồi mà ở đây quý chị thấy không, rất là mát ha. Bên đó cho chủ dùng vài cây chanh, bên kia là sầu riêng nữa nha anh chị.
Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị mình nắm lại một lần nữa nha. Đất mình nằm thuộc ấp Thành Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Diện tích của mình là 514 m², ngang của mình là 9m2 và mình sâu vào là 55m. Giá chính chủ đang rao bán là 475 triệu. Nếu anh chị mình có nhu cầu để các nhà nghỉ dưỡng và làm vườn, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất chúng em, bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho quý anh chị và các bạn mình xem thửa đất này nha. Trời nắng quá anh chị. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất nha anh chị, thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho quý anh chị mình san lấp mặt bằng và làm hàng rào, xây nhà cấp 4. Nếu quý chị mình có nhu cầu, bên em sẽ hỗ trợ cho quý chị nha. Ở đây đất mình thuộc đất trồng cây lâu năm nha anh chị, chưa có thổ cư. Ngang mình là 9m2 và phía sau mình hành ở hậu ra là 9m15 ha. Khu này quý anh chị mình mua về nghỉ dưỡng em nghĩ rất là mát mẻ rồi. Con đường này mình liên thông về đường nhựa Thành Hòa luôn. Khoảng vài trăm mét thôi là mình di chuyển ra đường bê tông 3m, rồi mình chạy lên 500 mét nữa là mình tới đường nhựa Thành Hòa ha. Qua con đường bên đây là hồi nãy em có di chuyển vào cho anh chị mình xem á, là đường quyền lộ 35. Mình di chuyển vào đây khoảng 500 mét nha anh chị. Quý anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn quý chị đã xem video. Hẹn quý chị và các bạn ở những phần video tiếp theo nha.